Diễn biến mới nhất vụ lùm xùm của Nam Thư, xôn xao tin chính thất bị chồng nộp đơn tố cáo. Ông chủ homestay tại Đà Lạt, anh L đã có động thái mới trên mạng xã hội liên quan đến vụ đấu tố căng thẳng của vợ và Nam Thư. Sau một tháng để từ ngày bài đăng tố Nam Thư từ tài khoản ZD xuất hiện trên mạng xã hội thì vụ ồn ào tình ái này vẫn chưa đi đến hồi kết. Trong khi Nam Thư cho biết chờ kết luận từ cơ quan điều tra, ZD liên tục đăng bài mỉa mai, cà khịa thì mới đây diễn biến liên quan đến anh L. Nhân vật được cho là anh chủ homestay, chồng ZD, gây xôn xao. Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản, cuộc gọi được cho là đơn anh L, xác nhận đã tố cáo vợ đưa thông tin sai lệch, giả mạo chữ ký để làm hợp đồng, chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, trong văn bản được cho là từ anh L, gửi đến cơ quan chức năng có nội dung, hành vi đưa nhiều thông tin sai lệch của tôi và gia đình tôi lên mạng xã hội khiến cuộc sống của tôi và gia đình bị gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và công việc của tôi. Bà V, chủ tài khoản ZD, có động thái ngụy tạo chữ ký của tôi để giả mạo hợp đồng góp vốn kinh doanh. Tôi khẳng định một lần nữa, những thông tin bà V đưa lên là hoàn toàn vô căn cứ. Tôi chưa từng ký với bà V bất kỳ hợp đồng nào trước đó. Chữ ký bà V đưa lên cũng không phải là của tôi nhằm vu khống, chiếm đoạt tài sản và truyền tải thông tin sai lệch đến cộng đồng mạng. Hiện tại, phía ZD chưa lên tiếng về việc bị chồng nộp đơn tố cáo, trang cá nhân của cô cũng bất ngờ im hơi lặng tiếng. Không có bất kỳ chia sẻ nào trong một ngày qua,